Đây chắc chắn là mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Phil Foden kể từ khi anh lên đội 1 Man City. Cậu ấm cũng là một trong những cầu thủ hay nhất của Man City mùa này, thậm chí không muốn nói là xuất sắc nhất. Trong một mùa giải mà Kevin De Bruyne vắng mặt gần 5 tháng, còn Erling Haaland cũng bỏ lỡ khoảng chục trận đấu vì vấn đề thể trạng. Phong độ siêu hạng của Foden chính là một trong những lý do quan trọng nhất đảm bảo Man City vẫn tiến bước trên hành trình hướng tới Cúp UEFA năm thứ 2 liên tiếp. Và khi bạn là cầu thủ hay nhất của City, đồng nghĩa với việc bạn là một trong những cầu thủ giỏi nhất của Premier League. 18 bàn thắng và 10 kiến tạo, ra sân 42 lần trong tổng số 45 trận, với thời gian thi đấu thực tế nhiều nhất City kể từ đầu mùa, 3.333 phút. Đó là những thông số của Foden ở bóng đá cấp độ câu lạc bộ, cho thấy bước tiến lớn của chàng trai này. Ở cái tuổi 23, trong năm thứ 7, anh là thành viên đội 1 The Citizen. Vậy một Foden xuất sắc như thế sẽ có vị thế như thế nào ở tuyển Anh, khi mà chưa đầy 3 tháng nữa vòng chung kết Euro 2024 sẽ chính thức khởi tranh? Và đâu là vị trí phù hợp nhất cho Foden trong đội hình tam sư của Gareth Southgate? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Man City Homies phân tích về chủ đề này nha. Tuyển Anh đang sở hữu rất nhiều tài năng tấn công, nhiều đến mức ngay cả người cũ City, một thần đồng dưới thời Southgate và đang là một trong những điểm sáng hiếm hoi tại Chelsea, thậm chí cũng không được triệu tập lên đội tuyển trong suốt 15 tháng qua. Foden xuất sắc, đó là điều rõ ràng ở thời điểm hiện tại và xuyên suốt mùa này. Nhưng trong tay cửa Nam, không chỉ có duy nhất một Foden xuất sắc. Dù có yêu quý gà nhà đến mấy thì chúng ta vẫn phải thừa nhận Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka là ba người chắc chắn sẽ chiếm những suất đá chính trong đội hình tam sư. Họ đều là những cầu thủ rất giỏi và cũng đang thể hiện một phong độ tốt, thậm chí là cực tốt mùa này. Ba người đó, một là trung phong, một là tiền vệ box to box, một là tiền đạo cánh phải. Bất kể Southgate có sử dụng sơ đồ cơ bản 4-3-3 hay 4-2-3-1 thì họ chính là ba cái tên đã được chọn cho 4 hoặc tối đa 5 vị trí có thiên hướng tấn công ở đội hình xuất phát tam sư. Với một huấn luyện viên đề cao sự an toàn và cân bằng công thủ như cửa Nam, rất khó để hy vọng ông sử dụng cùng lúc cả Foden và Bellingham trong vai trò số 8 lai số 10. Để phát huy hết tiềm năng và những phẩm chất của Bellingham, khi bên cạnh đã có Declan Rice trong một suất đá chính tuyến giữa, cửa Nam chắc chắn ưu tiên một tiền vệ hoặc giỏi phòng ngự, giàu tính chiến đấu hơn là mạo hiểm nhét thêm một cầu thủ có thiên hướng sáng tạo. Foden tất nhiên là có thể cạnh tranh song phẳng với Bukayo Saka ở vị trí tiền đạo cánh, nhưng đừng quên 3 năm qua, viên ngọc đen Arsenal luôn là lựa chọn ưa thích của Southgate ở vị trí này và xin khẳng định luôn, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng. Nhưng trong khi Foden về cơ bản có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào cho đội tuyển Anh, có lẽ chỉ còn một vị trí trống cho cậu ấm City, tiền đạo, tiền vệ trái. Sự linh hoạt của Foden là một sức mạnh to lớn, nhưng đó cũng là một trở ngại trong sự nghiệp của cậu. Huấn luyện viên Pep Guardiola thích một đội hình nhỏ gọn cùng nhiều cầu thủ có thể đá tốt ở các vị trí khác nhau. Thực tế là Foden đã chơi ở rất nhiều vị trí trong sự nghiệp đội Man City. Mặc dù điều đó ban đầu đồng nghĩa với việc Foden có nhiều cơ hội hơn để ra sân thi đấu, nhưng trong thời gian gần đây, nó ít nhiều ảnh hưởng đến việc xác định đâu là vị trí tốt nhất dành cho Foden ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Các bạn có thể nhìn vào hình ảnh sau đây để thấy trong 4 năm qua, Foden đã chơi ở các vị trí khác nhau với tần suất như thế nào. Đúng là hầu hết các lần ra sân kể từ đầu mùa giải 2023-24 của Foden là ở cánh phải, nhưng tổng thời gian anh xuất phát ở cánh trái trong 4 mùa bóng Premier League gần nhất lại là cánh đối diện, cánh trái, chiếm tỷ lệ 44% trong hơn 10.000 phút đầu. Thực tế, Foden đã tạo ra một số màn trình diễn xuất sắc khi đá tiền đạo cánh trái mùa này, trong đó bao gồm quả trước siêu hạng vào lưới Brentford trong chiến thắng 3-1 của City hồi đầu tháng 2. Không có gì phải bàn cãi về việc Foden đã chơi tốt như thế nào trong thời gian gần đây. Trận derby Manchester hôm ngày 3 tháng 3 mà City giành chiến thắng 3-1 là một ví dụ tốt. Đó là trận đấu chứng kiến một mình Foden tung ra tới 9 pha dứt điểm, nhiều nhất trong sự nghiệp một trận đấu của anh tại Premier League và nhiều gấp 3 số cú sút của toàn đội Man United. Đó là trận đấu mà Foden có cú đúp bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của anh mùa này lên con số 18, cũng nhiều nhất sự nghiệp. Sự hiệu quả của Foden thể hiện ở việc anh ghi 18 bàn từ 12,9 bàn thắng kỳ vọng. Trước Man United, Foden có 116 lần chạm bóng và duy trì tỷ lệ chuyền bóng thành công là 95,2%. Đó là những con số mà bạn thường thấy của một trung vệ ở một đội chiếm ưu thế và kiểm soát bóng, chứ không phải là một tiền vệ tấn công.
Đó cũng là trận đấu mà Foden xuất phát ở bên phải. Những tầm hoạt động của cậu là nửa phần sân trên rất rộng, từ hai biên đến các hành lang trong, khu vực trung lộ và trong box của đối phương. Foden ấy cũng thường xuyên hoán đổi vị trí với De Bruyne và Julian Alvarez. Chính từ một tình huống phối hợp ở nách trái, có sự tham gia của Kevin De Bruyne và Alvarez, Foden đã loại bỏ Casemiro và hai hậu vệ áo đỏ để ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-1. Ngay bây giờ anh ấy là người giỏi nhất Premier League. Pep đã nói như thế sau màn trình diễn xuất sắc của Foden ở trận Derby Manchester. Để đạt đẳng cấp thế giới, bạn phải thắng các trận đấu. Phiền luôn ghi bàn, nhưng giờ cậu ấy đã trở lại thành một chuyên gia giành chiến thắng. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ đạt đến một đẳng cấp khác với tư cách là một cầu thủ. Chúng ta chắc chắn hy vọng Foden sẽ mang những màn trình diễn xuất sắc của anh ở City tới đội tuyển Anh một cách thường xuyên hơn. Dù điều này còn phụ thuộc vào cách dùng người và những kế hoạch chiến thuật, nhân sự của Southgate. Thực tế là, sau khi xuất phát ở cánh trái trong hai trận knock out của tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup cuối năm 2022, Foden đã không đá chính một lần nào nữa trong 5 trận đầu tiên của vòng loại Euro 2024. Nhưng trong 3 trận cuối cùng tại vòng loại Euro này, vào các tháng 10 và 11, thời điểm Foden đang chơi tuyệt hay ở cấp độ câu lạc bộ, cậu đều được cửa nam điền tên vào đội hình xuất phát tạm thời. Đã trọn vẹn số phút, 2 trận anh đã tiền đạo phải và 1 trận chơi như một số 10. Nhìn vào hành trình trước đó của tuyển Anh ở vòng loại Euro, chúng ta sẽ thấy được rằng Southgate đã sử dụng 3 cầu thủ khác nhau đá chính ở vị trí tiền đạo trái, với Madison 3 trận, Marcus Rashford 3, Jack Grealish 2. So về phong độ và thể trạng hiện tại cũng như xuyên suốt mùa giải, cả 3 người này đều ở mức thấp hơn hẳn Foden. Madison đang cố gắng tìm lại những màn trình diễn tốt nhất của mình sau hơn 2 tháng nghỉ chấn thương. Rashford đã ghi một số bàn thắng ấn tượng mùa này như pha lập công mở tỷ số tại Etihad đầu tháng 3. Nhưng đây là mùa giải kém cỏi của tiền đạo Man United. Trong khi đó, người đồng đội của Foden ở City, Grealish, cũng đang đối mặt với những vấn đề lớn để duy trì sự ổn định mà anh từng tạo ra trên hành trình ăn bàng một trước. Số 10 có Bellingham, tiền đạo phải có Saka và cánh trái có Foden. Đó có thể không phải là vị trí yêu thích nhất của cậu ấm, nhưng là vị trí có thể đảm bảo cho chàng trai của chúng ta một đội hình chính trong tam sử chinh phục Euro 2024 tại Đức. 2 giờ rạng sáng mai, Anh sẽ gặp Brazil trong trận giao hữu tại Wembley. 3 ngày sau là một trận giao hữu khác với Bỉ. Đó sẽ là những trận đấu để chúng ta kiểm chứng xem cửa nam sẽ dùng Foden như thế nào. Còn giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các chương trình tiếp theo nhé.